một cuộc đàm phán thì mình phải có một sườn cơ bản, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Qua đó mình rất tự tin và khi để mình đi đàm phán với khách hàng để đạt được cái mục tiêu của mình. Chỉ rất là rõ từng bước cho chúng tôi trong cái việc đàm phán với khách hàng. Chúng ta phải có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Đấy, chúng ta phải tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta, của đối thủ. Trong quá trình đàm phán thì chúng ta đi vào trọng tâm, luôn luôn đừng để lạc hướng. Tâm đắc nhất là câu chuyện khi giao thông tin và người nhận thông tin nên phải có văn bản rõ ràng để khi mình nhận thông tin không tránh bị sai lệch. Về nhà tôi sẽ áp dụng, sẽ thay đổi các quy tắc làm việc và sau khi giao nhận thông tin phải có văn bản rõ ràng. Phương pháp của giảng của cô Yến ấy thì rất là hấp dẫn, bởi vì cô đã ngoài những cái lý thuyết cơ bản cô truyền đạt thì cô còn tổ chức rất nhiều những hoạt động trò chơi, những cái hoạt động nhóm, vì vậy mà tạo ra những cái hứng thú cho người học. Sau cái khóa học này ấy, thì tôi sẽ trở lại với công việc và tôi sẽ áp dụng những cái nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp này, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống nữa. Nội dung của cái khóa học này thì các chủ doanh nghiệp sẽ được học các cái kỹ thuật về giao tiếp, rồi các cái cách về nói và trình bày một vấn đề có mục tiêu, có trọng tâm, rồi sau đó là người ta học cái cách lắng nghe và thấu hiểu, và cuối cùng là họ có những cái nội dung về cho và nhận phản hồi. Các cái chủ doanh nghiệp cảm thấy rất là có hữu ích khi mà họ tham gia khóa học này, thảo luận các cái bài tập tình huống, rồi giải quyết các cái trường hợp rất là cụ thể trong doanh nghiệp, thì họ cũng có cái nhìn rất là cụ thể về cái việc tầm quan trọng của giao tiếp trong doanh nghiệp, và từ đó là họ có thể áp dụng trong doanh nghiệp cũng như là trong cuộc sống. Thì đó là cái mục tiêu cuối cùng của cái lớp học này.